là kỳ gì? Thất phu, ngươi đã đầu độc vợ ta có phải vậy chăng? Rõ ràng thuốc độc. Ta đối xử với ngươi một bậc thượng khách, sao ngươi lại đầu độc vợ ta? Quân khốn kiếp, sát nhân. Linh đâu? Dạ. Trói lão thầy thuốc lại cho ta. Cha, trời cha. Con. Bậy đâu? Dạ. Đánh lão thầy thuốc cho ta. Không, đừng đánh cha tôi, cha. Lão già lang băm kia, sao ngươi lại làm như thế? Trời ơi, chị ơi, là chị ơi. Sao chị đành đường bỏ đi, bỏ chồng lại mình em thương sao cho hết. Chị ơi, là chị ơi. Thưa bà, cha tôi là một danh y hiền lương, từng cứu người không cần tiền bạc, chắc chắn không bao giờ làm như vậy đâu. Mày biết cái gì? Cha mày lén bỏ thuốc độc vào trong thang thuốc. Dạ, xin quan nhà hãy căng nọc đánh cho già lang băm này đi quan nhà ơi. Quân! Dạ. Đem tống giam lão thầy thuốc này vào ngục. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thưa bà, dạ thưa bà. Cái gì? Thua khỏi cái gì nữa? Bà ơi, xin bà hãy dừng chân cho con được bày tỏ nội hàm quan cho thân phụ. Quan cái gì? Con xin bà hãy xót thương mà cứu cha con thoát khỏi cảnh lao tù. Con nguyện suốt đời hết có ngậm dành để cảm tạ thâm ân. Phụ thân con là một lương y, nên bất cứ những ai phụ thân con chăm sóc tận tình, lẽ nào người tán tận lương tâm. Vô hạ ơi, con hãy về đi, cha mắt phải hàm quan, chỉ có trời cao soi xét. Dòng họ ta ba đời nay không làm điều ác, sao tai họa từ đâu lại trút xuống thân già. Tấm lòng của cha chỉ có biển qua đà mời chứng minh cho cha là người trong sạch suốt đời, chỉ cứu người chớ không làm chuyện trái lương tâm. Trời ơi, tôi không ngờ lại có chuyện quay văn, nên thuốc trị bệnh cho phu nhân lại trở thành là độc dược. Quan ơi là kẻ sĩ, xem cây chết như phù du bọt nước, lão phu đành cắn răng chịu mọi cực hình. Nhưng xin biển quan đừng vội kết án, tôi là một lang băm và đừng hành hạ con tôi vì con tôi vô tội. Vô hà con ơi hãy về mà nén đau thương chờ đợi, kẻ ác sẽ có ngày đền tội thay cha. Thôi im đi, mày đâu? Dạ. Tống lão thầy thuốc này vô ngục cho tao. Dạ, dạ. Bà ơi xin bà hãy giúp giùm con. Giúp người à? Lang băm thì phải đền tội. Luật nước như vậy ta biết phải làm sao chứ. Bà ơi tội nghiệp, bà đừng vội gọi cha tôi là lang băm. Hai tiếng ấy chà đạp danh dự ba đời danh y của ông cha tôi. Thưa bà, bà ơi con xin bà tìm phương cách nào giúp giùm con không dám quên ơn bà. Giúp hả? Dạ. Giúp bằng cách nào? Dạ thưa bà, dạ con nghèo quá. Vậy chứ lâu nay cha cô hút thuốc nổi danh như cồn, tiền bạc bỏ đi đâu? Thưa bà, cha con vốn từ tâm, nên ít khi mà lấy tiền của ai lắm. Sản nghiệp của con chỉ còn có một vườn hạnh nè. Về đốn mấy cây hạnh làm củi bán lấy tiền. Ta vốn lạc lòng nghe ngươi than vãn, ta động lòng trắc ẩn. Thôi được rồi, cái vụ này giúp con thì ta tính thế này nè. Dạ thưa bà, tính thế này là thế nào?
bà ơi, bà tính sao dù nát thân con cũng chịu mà. Vậy hả, ngươi đợi ta một chút nghe. Đây, trong hai chiếc áo này ngươi hãy chọn một. Trời ơi, ta không đủ thời giờ đứng đây để cho ngươi quyết định. Chọn đi. Cha ơi cha, đây lụa hồng thanh lâu theo gấm và có màu buôn đâu, còn đây sao bây giờ, con phải chọn màu áo nào? Cha ơi, cha. Chiếc áo thanh lâu đượm màu lầu xanh, ông bước ra vào tâm thân nào trong trăng. Áo đồ thì nhưng làm gì mà ngồi giữa đường vậy? Rầu, buồn, tức, giận, ngao ngán tình đời. Ai làm gì mà ngươi buồn, giận, ngao ngán? Bà lớn. À, chắc bà lớn hồi còn sống gắt gỏng với chú Nhị lắm phải không? Không, không, bà lớn mất tôi rầu. Bà lớn là người đàn bà thuần hậu rộng rãi được mọi người trong huyện kính phục. À, nghĩ tội nghiệp bà quá chú Nhị ha. Nghĩ tội nghiệp bà lớn chú Nhị ha. Tội nghiệp quá ha. Nè 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 nè, bữa nay sao ngớ ngẩn quá vậy? Trời ơi, tôi muốn điên rồi mà. Từ lúc bà lớn qua đời, vì bà lớn là người từ lâu xứng danh là hiền thục, tuy sang giàu nhưng biết luôn người cơ cực, không như hạng người thiếu học kèo thang. Mày nói ai vậy? Làm vợ quan giàu khéo học thôi bình khang, quen mùi mỹ vị cao lương, quanh đồn non trào ngũ rạo làng. Bà Quyến là người tâm minh nhưng giàu đức nghĩa nhân, bà là người đáng sống sao lại chết hoàng, còn người đáng chết sao lại sống nhân răng. Bà lớn là con nhà Trâm Anh, còn cô lớn cũng cũng là người Trâm thôi. Hả? Mà Trâm Anh, cô lớn biết sao bà lớn chết không? Đau. Đau? Sau lúc bà lớn hấp hối, tôi nghe đó là cô khóc, cô gào, cô thét, cô nói là bà lớn bị đầu độc mà. À, thì đau, đau rồi uống thuốc mới bị đầu độc. Nghĩ tội nghiệp bà quá. Quân khốn kiếp nào, nó thò tay mặt, nó đặt tay trái, nó tráo thuốc giả, đổi thuốc thiệt. Hai người hiền chứ chết, thảm chết thê. Lại hại luôn cả vị lương y phải bị tù quan mà. À, nè 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 nè, nói ai vậy? Tôi tức quá tôi nói bông lông. Ai mà ra miệng hả, tôi sẽ bắt giải cho quan phủ.
À nè nè, bữa nay chú Nhị lột lưỡi rồi đó nghe. Phải rồi, tôi lột lưỡi rồi, tôi ăn ớt tôi lột lưỡi rồi. Tôi nói cho đã cái miệng tôi, cho cái cục nghẹn nó chấn ngang cổ tôi nó giọt ra. Bà Lớn ơi, nếu vong hồn bà có linh tiên, bà hiện về, bà dặn cổ, bà bẻ tay, bà móc nó lồi con mắt của nó ra, nó hại bà Lớn chứ. Thôi. Chú Nhị à, bà Lớn chết trước á, mồ yên mã đẹp khỏe tâm thân, có lẽ số phận bà chỉ có bấy nhiêu đó. Số phận gì, bà Lớn còn sống lâu hơn nữa à, vì bà đau có sơ sài à, người khác sợ bà sống dai có hại cho địa vị của họ. Thôi bỏ cái chuyện đó đi. Nè, chú Nhị lấy đỡ một lượng bạc xài, rồi đem con hồng, con hoa, con tuyết bán cho mụ Tú xóm ngân qua. Nhớ nói với họ bà đứa nó là gái đồng tinh nha, số tiền giao kèo là không có bớt nha. Còn con Vô Hà thì ngươi hãy đem đến nhà mà cô đã dặn. Thưa cô Lớn, đây là lần cuối cùng tôi làm đạo tỳ, để đi chôn người đang tuổi còn xuân, chôn giữa quán sơn lộng lẫy, giữa nơi sầu thành ai hưởng lợi quyền. Ăn bớt ăn thêm, người ta tưởng tượng mình ăn tiền đầu. Chú Nhị à, đừng sợ tiếng đời, làm ăn chuyện này vốn một lời năm, có khi vốn một mà lời ra tới mười. Con gái nõn nà ví như hòn ngọc quý, thể người nào tin chuyện vương mong, mình bán mười á, họ cũng phải mua. Như thế vốn một mà lời ra tới mười. Dạ, bà cho con đổi rồi bà. Dạ. Sao đổi? Tiền này có chữ nhất, dạ không được. Tiền bạc nào xài không được. Dạ, nhưng mà tiền này có chữ nhất. Chữ nhất là một gai, người chuyển dao bị gai đâm mới tức ôi mau. Dạ, thôi cô làm ơn cho con thờ đổi lời thổi bạc nào có chữ nhất á. À, đây nè. Dạ, này được á. Thôi bạc này có chữ nhị. Nhị là hai gai, hai gai đâm một lượt mau chạy còn nhiều hơn nữa. Hai gai. Chắc không ngờ mà, chắc không ngờ cho lại vô phúc đến nỗi này nè, Ai Châu. Dạ. Tiên thị phi như vậy mà có thật hay không con? Dạ thưa cha, cha đừng tin lời đồn đãi mà tội nghiệp con. Lời đồn đãi hả? Từng tuổi này mà cha lại tin những lời đồn đãi hả? Nè Ai Châu. Dạ. Có khi nào mà con thấy mặt nước bỗng nhiên giận sóng mà không có gió thổi qua không? Có không? Dạ không. À không, không hả? Nghĩa là tất cả đều có cái nguyên do của nó. Người ta chỉ cần xem lời đồn đãi nó lan rộng bao nhiêu á, thì cũng đoán hiểu sự thật nó xảy đến mức độ nào, phải không con? Dạ phải. À, nghĩa là con có đi lại với lời công tử phải không? Dạ thưa cha, cho nói đi lại nghĩa là... Thì đi lại có nghĩa là nghĩa là chúng bay có đi lại với nhau không á? Có không? Dạ thưa cha. Dạ. Có không? Dạ có. Có. Dạ. Ai Châu, con hãy bình tĩnh lại, nói cho cha biết, để cho cha tin rằng những lời con vừa nói với cha là hoàn toàn sai sự thật, hoàn toàn do nơi sợ hãi của con. Ai Châu à, con bình tĩnh chưa con? Bình tĩnh chưa? Dạ. Bình tĩnh chưa con? Dạ con bình tĩnh. Ờ, bình tĩnh rồi ha. Nè, nói cho cha biết coi. Dạ thưa cha, hôm đó con đi chùa, con mặc áo. Không, tao không cần mày kể sắc áo. Cha chỉ cần con kể lại câu chuyện đã xảy ra thôi. Thưa cha, tới chừng lễ chùa rồi, con về. Mày về đâu? Dạ, về nhà mình. Rồi sao nữa? Dạ, trên đường về nhà thì trời bỗng nổi cơn giông và mây đen kéo tới, rồi bất ngờ mưa rơi tầm tã. Mặt con là một cái liều quang, con với Ngọc Liên mới đục mưa trong liều.
rồi con gặp. Mày gặp thú rừng hay là rắn rít hồn beo? Dạ, con không gặp thú rừng mà con gặp người ta. Đã nói liều quang mà sao có người thiệt lạ? Dạ, họ ở trong liều họ cũng đột mưa. Nhưng họ là ai? Nam nữ như thế nào? Thưa cha, người ấy là một chàng trai. Anh ta cùng đi với một tiểu đồng. Thôi được lắm rồi, vậy là bay đủ cặp đủ đôi ha. Ai đó? Dạ. Ai? Dạ, Lợi công tử. Rồi sao nữa? Dạ, sau đó. Sau đó sao? Cha, con có làm gì đến nỗi cha giờ phải tỏ ra phiền não như vậy đâu. Làm gì hả? Con làm cái gì á thì chỉ có trời mà hiểu á. Cũng may là việc này còn chưa có thấu đến tai của quan tri phủ. Nếu mà thấu tai người ta đó, thì người ta không ngu dại gì mà ghé cái ngôi nhà dơ bẩn này. Người ta không ngu dại gì mà đi đàm đạo với một người cha. Có đứa con Hưng đã thất thần với con quan quyền Lợi Đồ mà tước ẩm của người ta làm tri phủ. Và con đây sẽ để đó để làm dâu, nhân người cũng mạng đi trưng nhậm Bồ Châu. Người có đem cả công tử đi theo, người ta sẽ ở đây trong một ít lâu. Bởi vậy cha lo cái niềm xấu hổ này, thấu tai người ta thì mọi chuyện đều hơn. Thưa cha, con với Kim Ngọc không hề biết mặt nhau mà cha. Con không biết nhưng mà 6 năm trước cha biết. Cha gả con hay là cha gả? Mày muốn nói bậy phải không mày? Mà giàu cha gả được cho cha thì cha cũng gả nữa. Kim Ngọc là một trang thanh niên văn võ song toàn, lại là con của một nhà có tài có đức. Cái hiện tại vàng son đó đó đã hứa hẹn một tương lai châu Ngọc, thế mà con đòi. Dạ thưa lão gia. Gì đó mày? Dạ. Tính mày, tao cấm tụi bay. Lão Hoành ở đây làm cái gì? Dạ thưa lão gia, có người nhà của quan tri huyện muốn xin vào ra mắt. Hả? Người nhà của quan tri huyện hả? Dạ. Cho vào. Ai châu? Dạ. Bây giờ cha hỏi con nè, con có bằng lòng làm vợ Kim công tử không? Dạ. Bằng lòng không? Dạ bằng lòng. Bằng lòng ha. Vậy thì ngay từ bây giờ con sửa soạn đón tiếp Kim công tử nghe con. Dạ. Ôi, thật là hạnh phúc cho ta biết chừng nào nè. Thật là ôi, thật là hạnh phúc cho ta và cho tôi biết chừng nào. Gì ạ? Dạ. Nhà ngươi ở đâu? Tại sao lại có hạnh phúc? Dạ không có. Con nằm chim bao, con thấy con sắp lấy chồng con hạnh phúc. Ủa quên, sắp lấy vợ hạnh phúc. Nhà ngươi đi đâu? Dạ tôi thừa lĩnh trên của tri huyện phu nhân, sai con đến đây để bán một con người. Thôi, ở đây đã có nhiều giai nhân còn mua bán nữa làm chi? Chú hãy dắt về cho bà tri huyện bà liệu mà xài. Khoan đã con, cái chuyện thiếu hay đủ thì con cứ để mặc cha. Dầu sao dụng nhân như dụng mộc, tốt để ở nhà trên xấu để ở đằng sau. Nuôi người còn khó mấy nuôi heo, đã tốn tiền chẳng lợi lộc bao nhiêu. Mà con nhỏ này hỗn xược, sợ cha sanh phiền giận đó. Nếu vậy thì để cho tôi dẫn trả về cho bà huyện. Chú ở đây cho tôi liệu. Ai châu à? Dạ. Nè, con nên vào trong trang điểm nghe con, lỡ khách lại bất tử nghe con. Con như vậy đây cũng đẹp chán rồi cha. Đành rồi, nhưng mà cha cần con phải đẹp thêm nữa kìa. Nè, con nên nhớ nghe, cái đẹp đánh xẹp cái nết đó nghe con. Dạ. Thưa viên ngoại. Dạ, tiểu thơ đẹp tàn nhẫn vô nhân đạo vậy rồi còn trang điểm chi nữa. Xong con quá lô, sợ người ta nói mất cái doan đi. Đánh mày, lộn xộn quá đây mày. Con gái tao như vậy mà mày dám nói là mất doan ha? Dạ đâu có, tiểu thơ có doan lắm chứ. Dạ nhờ tiểu thơ xuyên đi lễ chùa đó viên ngoại. Rồi, được rồi.
con này giá bao nhiêu? Dạ cái đó là tùy ý viên hoài, muốn cho bao nhiêu cũng được, cho nhiều con mừng mà cho ít con buồn. Khùng quá. Thưa viên ngoại, con xin viên ngoại cho con 20 lượng bạc. 20 lượng? Từ xưa đến nay con vật và người chủ ai có quyền nói giá? Dạ thưa ngài, đây đâu phải là con vật. Nếu ngài cho người con gái này là con vật thì tôi tưởng tượng cặp mắt của ngài cũng là cặp mắt của một con... Con gì? Con gì? Dạ con ngùa. Con ngùa. Con gì? Con ngùa. Con lừa hả? Ôi cha, nhà không có. Dạ ngài hiểu lầm rồi. Dạ cái thật con nói chuyện hay bẻ miệng bẻ mồm. Làm duyên mà, làm duyên hay bẻ miệng bẻ mồm lắm. Con nói con ngùa. Con ngùa, con người, con người. Con đâu dám nói con lừa. Mày nói con người sao tao nghe giống con lừa quá vậy? Không có đâu, tại ngài nghe không rõ, ngài hiểu lầm con. Con nói ngài là một con người lái buôn súc vật. Nữa giận nữa, nóng nữa, giận nữa, nóng nữa. Không phải đâu, đừng hiểu lầm con. Với con ví như vậy là tại vì ngài chuyên môn buôn bán súc vật quen rồi, nên ngài nhìn lầm mọi người xung quanh là súc vật. Chỉ có ngài là con người thôi. Ôi, một con người thượng đẳng, một con người tinh khôn hơn cả muôn loài, một con người có thể sống chung với súc vật. Thôi đi về đi mày. Ủa giận nữa hả, nóng nữa hả, nói vậy mà giận đóng hả? Vậy thôi về. Dạ thôi cô Hà ơi, mình về cô Hà. Tôi về sao được chú? Tôi viên ngoại, xin viên ngoại hãy giảm cơn thịnh nộ cho tiện nữ phân tỏ đôi lời. Ủa con nhỏ, con nhà ai mà ăn nói nghe được quá vậy nè? Con tên gì? Con tên là Thạch Vô Hà, con của... À, ta biết rồi, biết rồi. Con lương y Thạch Đạo Toàn phải không? Thế thì tại sao con lại phải đem thân làm kẻ nô tỳ? Thưa viên ngoại, con có thể tìm phương sanh sống cho đến mạng đời, nhưng không thể nào kiếm được một lúc tới 20 lượng bạc để chuộc tội cho cha. Hey, qua công hay còn khe khắc lắm. Đã ban cho con một nhan sắc diễm lệ như thế này, sao không ban luôn cái diễm phúc sống ở trên nhung lụa? Con à, con hãy một tiếng thôi, tất cả xa hoa quyền quý đều... Thưa viên ngoại, xin ngài đừng nói đến xa hoa quyền quý, trong khi cha của con còn đang ở chốn lao tù. Nghĩa là con vẫn bằng lòng thu gọn mình trong manh áo nô tỳ để đổi lấy 20 lượng bạc, chứ con không thể nghĩ tới cái chuyện mà còn có thể. Dạ thưa không, không bao giờ có thể. Tuy cô nghèo nhưng là người liêm sĩ, xin ngài đừng gửi kiếm nọ kia khiến cho tôi cũng mất thời giờ. Nãy giờ tôi phải đứng đây nghe ngài nói hù nói dưỡng mà thấy bạc đâu. Con chỉ vào lượng trên viên ngoài, thương tình con mà xúc động vui từ tâm, để cho con bao yêu với cha già, ơn cao dài con chẳng dám quên. Vậy thì ngươi cứ lấy 5 lượng bạc mà về, đợi chừng cuối tháng ta sẽ tính sao. Thưa viên ngoại, nếu có 5 lượng thì cha con làm sao thoát khỏi xiềng xích? Lấy đỡ đi, nếu mà cuối tháng này con làm việc giỏi thì ta sẽ cho đủ số. Còn như con muốn có đủ số bạc gấp thì con có thể đi chỗ khác. Dạ. Sao, con chịu không? Dạ. Chịu đi, trời cao lắm, biển rộng lắm, ơn tái tạo của cha mẹ sánh bằng trời biển. Ví như con không nhận thì với 5 lượng bạc ta có thể mua một con heo sữa, ăn cho nó bổ tấm thân già. Thôi chú Nhị, hãy đưa nó về đi, ta đi nghỉ. Dạ khoan. Dạ thưa viên ngoại. Dạ. Sao? Dạ con xin nhận. Có thế chứ. Ai châu đâu? Dạ. Lấy 5 lạng bạc đưa cho chú Nhị, ngày mà hôm sau ta sẽ làm giấy nợ cho con. Nè, tiền nè. Dạ, cảm ơn cô. Tiền bạc này nó có gai ha. Người ăn không mắc nghẹn mà người lo lót cái bị gai đâm cuốn họng. Thôi cô Vô Hà ở lại nha, tôi về. Dạ. Vô Hà,
Dạ. Con đến gần đây ta bảo. Dạ. Chắc con muốn cha con thoát khỏi cảnh lao tù lắm ha. Dạ thưa. Chắc ta cũng già lắm rồi phải không con? Dạ, dạ. Có phải ta già rồi phải không? Ừ. Dạ. Ờ, ta cũng biết rằng con cho là ta già lắm nên không tin tưởng vào lời của ta nói. Những người con gái còn trẻ đẹp như con thường đặt lòng tin ở những trang thanh niên khôi ngô tung tu mà. Viên ngoại, con trông cái vẻ già quắc thước của viên ngoại hôm nay chính là cái vết sau cùng của vẻ khôi ngô tung tú ngày trước. Phải, con thông minh lắm. Có phải con muốn nói rằng ta đã từng gạt gẫm gái tờ trong thời que hương sắc thắm? Đúng đúng, con thông minh tuyệt vời. Chuyện đó ta không hề chối cãi. Nhưng đó là trong tuổi xuân xanh, bây giờ thì lòng ta đang sám hối, thèm khát chút ân tình. Vậy con hãy ra ân bố thí. Xin ngài hiểu giùm cho tôi đến đây xin mặc chiếc áo nô tỳ, chứ không phải tôi đến nơi này để xin được làm hầu thiếp cho ông. Nhưng ta đã trót yêu thương, làm hầu thiếp cho ta con sẽ thoát khỏi kiếp nô tỳ, và trong tuổi xuân thì con sống được vinh sang. Hóa ra đến lúc tuổi xế chiều, viên ngoại vẫn chưa tiêu tan được những dục vọng để phải thốt ra những lời hoa nguyệt thấp hèn trước một kẻ hậu sinh như tiện nữ. Sao con gọi ta là thấp hèn? Sao mà con bảo ta phải tiêu diệt những dục vọng? Bởi vậy tôi già rồi mà ta vẫn muốn con yêu. Không, ngài nên nhớ rằng ngài đang gọi tôi bằng con. Tiếng gọi bên ngoài đâu có nghĩa lý gì khi tâm hồn con người trong cuộc bắt đầu thay đổi. Vô hà ta cần ngài yêu. Ngài hiểu, tình yêu không thể làm sự bắt buộc. Ngài không thể dùng quyền lực gì để bắt buộc tôi. Có chứ, tiền bạc. Quân bất nhân, tiền bạc đối với ta không có nghĩa lý gì. Nhưng nó rất cần có ý nghĩa đối với cha nàng. Đồng tiền có thể đem cha nàng ra khỏi nhà giam. Đồng tiền có thể thay đổi một ả nô tỳ thành một nữ chủ nhân. Ôi đồng tiền, kẻ nào ngu muội lắm mới nghi ngờ sức vạn năng của nó. Còn ta, ta thừa tiền nhưng ta thiếu tình, nên ta yêu cái bóng sắc nàng. Thì khi nàng đến đây, có lẽ nào ta để nàng bơ vơ trong khoảnh khắc thờ ơ, được mối sầu ngây thơ. Những lúc nghe giọng nói của nàng, lòng ta bỗng bàng hoàng. Trong lứa tuổi sắp tàn, ta thấy đừng gọi ta là viên ngoại, tiếng ấy xa cách lắm. Thưa ngài, ngài có thể cho tôi 15 lượng bạc nếu nàng thuận tình. Nhưng ngài hãy cho phép tôi hỏi lại cha tôi trước khi neo thuyền lại trong 12 bến nước. Phận thiếu nhi phải làm sao cho mẹ cha đừng nhục, vì
cảm thấy mình đâu uống công dưỡng dục sanh thành. Nếu riêng tôi thì cứu cha mà phải thuận ý ân tình, nhưng tôi còn thì dễ lắm. Ta sẽ cưới nàng đủ lễ, một cuộc nghinh hôn có sa mã rộn ràng, có tang lộng che mát đất. Chỉ hiềm mái tóc của ta không làm cho nàng tươi mài nở mặt, nhưng bù lại ta có tiền. Ta sẽ yêu quý nàng cho tới ngày ta nhắm mắt. Thưa ngài, ngài đừng nói đến tình yêu, đây chỉ là một cuộc ban quan. Tôi ban quan đời con gái đi giải thoát cho cha, còn ngài thì múa trinh tiết như là mua một món hàng nhỏ mòn mà chợ đông người ta còn treo da ngọc. Nhưng tôi là kẻ tôi đòi thấp kém, chỉ như buổi chợ tàn nên không dám cầu cao. Lời lẽ thật khôn ngoan. Nếu ta đưa tiền chuộc cha nàng ra khỏi ngục, cha nàng lại không gả nàng cho ta thì sao? Thì đồng tiền của cha nằm ngủ trong túi bà Huyện chứ sao? Thưa lão gia, đoàn người ngựa của quan tri phủ đã đến trước cửa. Chết cha, đến đâu mà đến bây giờ vậy cả? À bay đâu? Dạ. Ra nói là có tao ra ngay nghe. A Châu à? Dạ. Con ra con biểu gia nhân nó lo đà nước nghe con. Gia nhân nào nữa? Con nô tỳ này xuống dưới bếp lo trà nước đi. Lâm huynh cũng không có gì thay đổi hơn mười mấy hai mươi năm về trước. Dạ, mời quan lớn ngồi. Chỗ thâm giao với nhau, xin Lâm huynh đừng có thủ lễ như vậy. Hãy xưng hô với tôi cũng như là tôi xưng hô với Lâm huynh vậy chứ. Dạ, Ngạn huynh có cho phép thì tôi mới dám ngồi. Dạ mời Ngạn huynh ngồi. Cảm ơn Lâm huynh. Ôi thật là vạn hạnh cho tôi quá. À, tẻ đâu? Dạ. Nước. Thưa Lâm huynh, người mới bưng nước đó có phải là lệnh nữ đó chăng? Dạ không, đó là con Vô Hà gia nhân của tôi đấy. Dạ nếu Ngạn huynh cho phép tôi thì tôi sẽ gọi cháu ra chào. Ái Châu à? Dạ. Ra chào bá phụ đi con. Dạ, con kính chào bá phụ. Cháu cứ tự nhiên. Dạ. Tôi đến đây trước là thăm viếng Lâm huynh và quý quyến, sau là tôi mới nhắc lại một chuyện đã xưa rồi. Chắc Lâm huynh còn nhớ chứ? Dạ dạ. Dạ nhớ nhớ chứ. Dạ chuyện của đôi trẻ đó mà. Vậy đó, nếu Lâm huynh chẳng có gì thay đổi thì... Không 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 không. Làm sao mà thay đổi được, xuất ngôn như phá thật mà. Tôi lẩm cẩm quá, lẩm cẩm quá. Dạ thưa Ngạn huynh, chẳng hay cháu Kim Ngọc năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh rồi ha Ngạn huynh? Thưa Hiền huynh, con tôi vừa qua tuổi đôi mươi, mấy hôm nay nó
lại đổi ý với tôi, vì nó không muốn dày duyên chồng vợ. Biết lẽ rằng mình chưa lập công danh, tôi hối thúc mà nó vẫn lặng thinh. Chuyện hôn nhân này cha mẹ định thở tóc xanh, khi ấy đứa nó còn đòi mẹ con bú tay. Ngạn Quân à, nghe qua đầu đuôi câu chuyện, thật tôi đây lo ngại Phật phòng. Mối tơ lòng của tôi lứa khó xe chanh, nhưng mình là cha phải có quyền định đoạt. Con không quyền cản lại lệnh cha, thì sớm hay muộn nó phải ưng lòng. Nghĩ ra ngày xưa mình quá dội, hứa làm xuôi khi hai đứa quá dại thờ. Nhưng nay đã lỡ hứa rồi, phải giữ lời cho trọn nghĩa với nhau. Tự nhiên rồi, kẻ nào muốn thay lòng đổi dạ thì xin cho trời làm chứng đi. Dạ Ngạn Huynh à, chẳng hay công tử có tháp tùng với Ngạn Huynh đây không? Dạ có, nó còn ở trước cổng đợi lệnh tôi. Bay đâu, ra mời công tử vô cho ta dạy việc. Dạ. Thưa Lâm Huynh, sẵn đây xin Lâm Huynh cho phép hai đứa trẻ nó làm lễ tương kiến với nhau. Tôi định dọn xong nhà ở Bồ Châu, rồi sẽ sang làm lễ vấn danh và định ngày thành hôn cho đôi trẻ. Như vậy có gấp chăng? Ôi, việc đó dễ lắm, dễ lắm. Ngạn Huynh à, càng gấp càng tốt nha. Ủa, mày khiêng bệnh nhân đi đâu đó? Nhà ta có khách. Thưa Lâm Huynh, nó là Kim Ngọc đó. Là... Ủa? Dạ thưa Ngạn Huynh, bây đỡ công tử ngồi. Chào bá phụ đi con. Dạ, xin kính chào Lâm lão bá. Dạ công tử ngồi đó chơi nha. Ngạn Huynh à, sao hồi 6 năm trước tôi không thấy? Dạ, 6 năm trước thì nó vẫn lành mạnh như thường. Nhưng năm rồi bỗng nhiên nó lên cơn sốt mê man. Chừng hết sốt, nó bị bại hết một chân như Lâm Huynh thấy đó. Rồi sự than thuốc của cháu có kết quả gì chăng? Dạ, kết quả lắm. Nếu không nhờ thuốc thì nó bại thêm một chân nữa rồi. Nhưng theo thầy thuốc nói, trước sau gì nó cũng bại cả hai chân Lâm Huynh nè. Nhờ thầy thuốc hay quá. Xin Lâm Huynh cho gọi lệnh nữ để chúng nó biết nhau. Dạ. Bay đâu, mời tiểu thơ ra đây. Dạ thưa lão gia, tiểu thơ cáo lỗi vì tiểu thơ thấy trong người khó chịu. Nó khó chịu bằng tao không? Kêu nó ra đây. Dạ. Dạ thưa cha, cha cho phép con ra ngoài dịch quán để nghỉ ngơi nha cha. Dội gì con. Dạ thưa cha, cha gọi con à. Nè, con chào công tử đi. Chào công tử à. Kẻ tàn tật này xin kính chào tiểu thơ. Dạ thưa lão gia, có người nhà của quan huyện sai đến dâng lên quan phủ và lão gia hai lá thiệp mời. Đưa đây. Quan huyện mời Ngạn Huynh và tôi dự yến. Vậy thì chúng ta cùng đi luôn. Ái Châu à, con ở nhà nghe con. Thưa tiểu thơ, công tử muốn dạy việc chi à? Tiểu thơ quá lời, tôi chỉ muốn ngỏ cùng tiểu thơ một việc. Chắc là việc hôn nhân chứ gì? Thưa vân. Kìa, sao công tử gấp quá vậy? Còn thấy cần phải gấp vì đã trễ rồi. Theo tôi thì công tử chớ vội. Nhưng cái vội của tôi không có hại cho tiểu thơ. Đó là tôi muốn tiểu thơ cứ coi như giữa tôi và tiểu thơ không có sự ràng buộc nào hết. Dẫu cho sự ràng buộc đó là do song đường định đoạt. Sao? Công tử... công tử chê tôi sao? Tiểu thơ có thành thật khi nói lên câu đó không? Tiểu thơ nên biết rằng kẻ phản bội tự tố cáo những ý nghĩ thầm kín nhất của lòng mình qua ánh mắt. Công tử có nhìn đôi mắt của tôi à? Và tôi còn nghe giọng nói của tiểu thơ, thấy sắc diện của tiểu thơ nữa kìa. Rồi công tử nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng tên Kim Ngọc của tôi đã trót giữ một phần trong đời sống của tiểu thơ. Bây giờ nên xóa đi,
cũng như căn bệnh đã xóa mất sự sống của cái chân tôi vậy. Trong lời lẽ tỏ ra công tử là người có hiểu biết, tại sao công tử không thẳng thắn nói rằng kể từ khi thấy công tử thì Ái Châu đã xóa mất cái tên Kim Ngọc? Vâng, tôi cũng nhìn nhận sự thật này là phần nhiều những người con gái nào có sắc đẹp thường mang chứng bệnh kiêu hãnh. Chắc vì một chân bị tê liệt nên sự nhận xét của công tử sanh ra hằng học. Kính chào công tử. Tiểu thơ. Kìa công tử, công tử nên biết lễ phép khi người ta không muốn tiếp chuyện mình. Cảm ơn cô. À, chẳng hay ngôi thứ của cô ở trong nhà này như thế nào? Dạ thưa công tử, ngôi thứ của tôi ở bậc sau cùng. À, tiểu thơ là con út của Lâm lão bá à? Thưa không, tôi là một nô tỳ. Dạ, để tôi rót nước cho công tử uống nha. Cảm ơn cô. À, nhờ cô ra ngoài gọi giùm quân hầu đưa tôi về dịch quán. Thưa vâng. Vô Hà đâu? Vô Hà đâu? Vô Hà! Tôi đây, tôi đây. Có việc gì vậy chú? Thôi không xong rồi. Bà đòi cho đủ số tiền thì ông già cô mới thả ra. Nếu không liệu phải đợi cuối tháng này. Tôi đem bạc và bà cất rau. Miệng lưỡi nào bà lại hỏi tôi. Con Vô Hà nó mạnh giỏi hay không? Tôi nói lẽ nó chết hết hai phần. Tôi chết hết rồi chứ chết hai phần cái gì nữa chú. Chú Chu à, lão gia bảo tôi á, nếu chịu làm hầu thiếp cho người thì người sẽ đưa đủ 15 lạng bạc nữa. Rồi cô chịu không? Dạ chịu. Trời đất ơi, ôi, cái thằng già đó là cái thằng già dịch. Mà ưng cái nỗi gì, bộ hết đường sao mà. Ừ mà hết đường thiệt rồi. Phải còn đường tôi dẫn cô đi rồi. Cô Vô Hà, cô cần 15 lượng bạc để làm gì? Đúng ra cô cần 20 lượng. Vì không có nên cô phải đem thân đi ở mướn cho Lâm Viên Ngoại. Viên Ngoại trả trước 5 lượng. Còn 15 lượng nữa chừng nào cô chịu làm hầu thiếp á, thì ổng mới... Ủa? Mà cậu là ai vậy? Công tử Kim Ngọc, con quan tri phủ đó. Vậy hả? Dạ tôi lại công tử. Thôi. Dạ để tôi lại mà, dạ tôi lại công tử mà. Thôi, tôi đã bảo thôi mà. Cô Vô Hà, cô cần 20 lượng bạc để làm gì? Dạ để chuộc tội cho cha tôi. Hả? Tội gì mà cần tiền mới chuộc được? Dạ tội... Tội làm thầy thuốc á. À, ở nguyên này làm thầy thuốc là có tội à? Dạ thầy thuốc hút thuốc chết người mới có tội chứ. Có lẽ làm phạm thuốc hay bệnh nhân ăn cái món gì ngoài sự khuyên bảo của lương y chăng? Làm sao phạm được, y sĩ Thạch Đạo Toàn là... À, nói vậy cô đây là ái nữ của Thạch tiên sinh đó à? Tôi vẫn thường nghe danh. Đây, trong túi này còn hơn số đó. Ông hãy cầm lấy về mà lo cho tiên sinh. Tôi sẽ lo cho Thạch tiên sinh. Cô Vô Hà, cô hãy yên lòng. Kính chào công tử. Thưa công tử, xin công tử ngồi cho tôi lại một lại để bày tỏ sự tri ân. Cô chưa bận tâm. À, hồi nãy tôi có nhờ cô một việc mà. Quên nữa. À, hay là công tử cứ nương theo tôi mà đi. Dạ, à, nếu cô bằng lòng. Vâng. Chuẩn bị đẹp đôi lắm. Dạ thưa cha, và bá phụ mới về. Ờ, công tử đâu rồi con? Thưa cha, công tử về dịch quán rồi cha. Ủa, tôi bảo nó ở đây mà. Trời ơi, tôi đã dọn nơi ăn chốn nghỉ cho Ngạn huynh và công tử rồi, cần gì dịch quán. Nè, sao con ở nhà mà không cầm công tử ở lại? Dạ công tử nói ngủ ở
đây là nơi là chỗ cũng không rộng rãi bằng dịch hoa, mà cũng thiếu cả sự tự do khi công tử muốn ra vào. Trước tôi này nó có cái tôi lần nào, sao bây giờ lại tự ý bỏ đi? Này con à, hay công tử có điều chi phiền dần, con cứ thiệt tình mà bày tỏ cho cha nghe. Công tử với con chỉ nói đôi điều về mùa màng hoặc trời nắng trời mưa, thì làm sao sanh chuyện dần hơn, đó chỉ là tự ý người mà thôi. Cho cái nào thoát ra, lục soát tóm thâu hết. Kính chào lắm viên ngoại và ngạn tri phủ. Ngươi là ai? Ta là Giang Hải đại vương. Đồ khốn, đừng xưng là đại vương trước mặt ta. Ta là người của triều đình. Người của triều đình à? Ta nói chuyện lễ phép với ngài, cớ sao ngài lại gọi ta là đồ khốn? Ta đã từng chặt đầu 6 tên quan lại của triều đình, đoạt 2 xe vàng và công khố. Kẻ đã dám chống lại triều đình thì chẳng xứng đáng xưng là đại vương sao? Trói nó lại! Quân khốn kiếp, thừa lúc tao không một tấc sắt trong tay, chúng bay rình mò để hạ thủ. Nếu ngài có một tấc sắt trong tay thì ngài sẽ rơi đầu khi chúng tôi sử dụng tấc sắt này. Con đường tự vệ đưa ngài đến tự sát. Trói luôn gã lấy buôn súc vật về đứa con gái này lại. Nè nè nè, lâu la hãy trói nhẹ kẻo đau những cánh tay quyền quý. Tiêu Quá Long, bấy lâu nay ngươi đã từng đón người giật của nhưng không hề cướp bóc tại quê hương, sao hôm nay lại trở về đây để phá rối? Ăn cướp mà cũng có quê hương à? Bấy lâu nay ta không cướp bóc của quê hương có gọi ta là tu sĩ chăng? Hãy vẫn gọi là tên Cường Sơn Đạo Tặc. Ăn cướp không có quê hương và cũng không có quê hương nào dung dưỡng tên ăn cướp. Đừng bịa đặt. Ở đại vương, gã Kim Ngọc không có ở đây. Ngạn yên, Kim Ngọc đâu? Ta không biết. Không biết à? Được, sót Kim Ngọc cũng không sao. Ha, thằng què đó đi. Chúng bay đã khuân vác hết chưa? Dạ hết rồi. Bọn tham quan ô lại cướp vàng của lương dân, ta nhân danh lương dân đòi lại. Đại vương có cần tra khảo để khỏi những nơi chung giấu hay không? Không cần. Để cho nó làm vốn. Ăn cướp cũng như bắt nông phu, ăn lúa rồi cũng nên chừa hạt giống để hưởng mùa sau. Lộc trời cho nên hưởng tận. Mang lão già này đi. Đại vương ơi, tôi có còn vốn liếng gì đâu. Lão, tôi hết vốn rồi. Đừng lo, vốn của ngươi còn sờ sờ đó. Dạ đâu có. Ngoài một chuồng súc vật, ngươi còn có cái con vật người. Đi đi. Đây là ái nữ của ngươi. Xưa nay há chẳng có nhiều người dùng nhan sắc con gái mình để làm vốn đó sao? Lâu la! Yeah. Đi! Kiếm thép lạnh lùng nằm trong vỏ, ta nằm đấy nào khác giữa nhà lá. Giặc chưa tan đã rất chiến bào, máu vẫn còn nóng trong thân gầy băng da. Ta muốn đứng nhưng chân tê buốt quá, tim óc sáng trong sao tê liệt sức trai hùng. Nằm đấy nhìn chùa cổ lạnh lùng,
nhìn trời rộng ngỡ mình như hột cát. Đời buồn tẻ không âm gian tiếng hát. Trong giấc ngủ chập chờn cơn mộng ao, ta thấy đời quá gấm lên. Đến khi chàng con ngủ say, vì chàng em dọn bữa cơm chay. A Di Đà Phật, em cầu nguyện cho cánh chim bằng cất cánh bay. Vâng vâng lời ai như đến với ta đừng trốn lánh. Ta cần nàng, ta cần nàng như nắng hạn chờ mưa. Hãy đến với ta, hãy đến với ta. Đừng bước tới ta nhân ơi, đừng bước tới, vì nơi đây là bóng mát trong vườn gia là rồi có chết đi cũng không hề. Chăm sóc cho tôi mấy tháng nay là ni cô trong vườn hành, mà cũng chính là cô gái nết na của thạch danh sư dâu lốt trầm mành sau mành áo nôn tì. Tại sao cô nương lại bước đến nơi này, vùi chôn nỗi niềm tâm sự trong lớp áo nâu sòng. Nghe tiếng mõ hồi chuông lánh xa đời xa mã phù qua, phải chăng vì muốn thoát khỏi trầm luân bể khổ kiếp nô tỳ hay vì mô
một ân tình ngang trái mà ni cô phải nấu nương bên lớp nấu rồng nương ánh sao khuya mượn áo nấu rồng lén lén đến bên ai ngồi ngồi trong thương nhớ một mình nghe tiếng kinh cầu từ trong thưa thiền khẽ khẽ bay ra công tử ơi ngày thơ âu yếm sống trong sự nuông chiều âu yếm của người mẹ chị tha từ khi cha em mắc phải hàm quan em xa vào kiếp nô tỳ quãng đời qua mộng đen tôi những dần mấy yêu ngoan quân làm cho em khổ đau chẳng ai lau dòng nước mắt người đời còn gài bẫy toan làm quen ô tiết trình cái đẹp của tâm hồn ôi vô cùng cao cả làm tôi càng kính yêu với tâm tình mẹ tha say nồng đứng trên cầu nhìn nước chảy người ở lại có nhớ cầu tôi đứng trên cầu tiểu thơ là nước chảy chẳng nhớ bến cầu những người ở lại vẫn nặng sầu thương mời công tử uống cạn chén thuốc muốn tôi uống cạn hả trước hết vô hà hãy kêu tôi bằng cái tiếng nào khác hơn hai tiếng công tử được không y cái chuyện đó khó quá hà em kêu công tử quen rồi nhưng mà tôi thích người con gái kêu tên tôi hà em sẽ kêu công tử bằng kim ngọc khi nào công tử là một dũng tướng giữa sa trường công tử à hồi nãy công tử có nói sau khi thấy mặt em rồi công tử chết cũng được bây giờ thấy mặt em rồi công tử có dám chết không nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi chết không nổi nữa nếu công tử chết bây giờ thì chắc có nhiều cô gái khóc công tử lắm đó ai đâu Ái Châu vì hôn thê của công tử đó vô hà em có ý gì khi nói đến Ái Châu nàng đã ưng lợi công tử rồi kia mà nếu công tử không muốn nhắc đến Ái Châu thì thôi à hôm nay sao em trốn lên đây được vậy dạ hôm nay cả nhà viên ngoại sang Vinh Quang huyện dự tiệc nên em lén đến thăm công tử uống thuốc đi Hạnh Lâm tự rồi đó con. Chết rồi anh ơi, tiếng của lão Lâm Dượng làm sao chạy thoát. Cha, cái chùa này có một vườn hạnh, lát nữa cha biểu gia nhân bẻ cho con một vỏ trái hạnh nghe cha. Thôi đúng rồi, tiếng nói của Ái Châu, chết em rồi anh ơi. Này, em mặc lại áo ni cô đi. Dạ. Mau lên. Hả? Anh. Trời, anh đã đứng dậy được rồi. Nhưng đôi chân còn hơi yếu đó. Trời ơi, kỳ diệu quá. Đây là nhờ thuốc tiên hay là nhờ sức mạnh của tình yêu? Hả? Ái Châu à, chùa này có ni cô còn trẻ tu nhiều lắm. Cỡ con tu được không cha? Mày tu hú hả? Nè,
Cha nghe đồn ở Hạnh Lâm tự có nhiều châu báu chôn giấu ở trong vườn lắm thì phải. Vậy hả cha? Trời ơi, tới rồi làm sao bây giờ? Em hãy trốn trong vườn Hạnh mau đi. Dạ. Kẻo lâu ta bắt được thì nguy lắm. Dạ, đi. Ủa, con nô tỳ nhà ta đây mà, sao mặc áo nê cô? À, cái con nô tỳ này cả gan dám lén lút tình tự với tên què nè. Khoan, Ái Châu, xin cô đừng hành hạ một cô gái bơ vơ vì sợ nanh vuốt của kẻ ác gian nên dâu tuổi bằng trình trọng sắc áo nâu sông. Dẫu cô gái cơ hàng có làm điều chi lầm đôi thì nhạc phụ và biển hôn thế nợ nào hành hung người nô bọc. Đôi với tôi đây chính là vị ân nhân. Khi cha tôi bị bọn cướp rừng bắt cóc, tôi lâm cảnh ôm đào. Chính ông là người bày mưu độc buộc Ái Châu để cả con cho kẻ giàu dù đó là hạng người gian manh. Ông ngờ tôi đã vùi thay nơi đất lạ, mới vợ thói phụ phàng tham đó bỏ đắng. Nếu không có tỳ nữ vô hà chăm sóc thuốc thang thì tôi đã chết mồi mòn trong tuyệt vọng. Chuyện hôn nhân của người cho ta binh với cha người. Trong buổi trà dư tửu hậu vì ông ngỡ cha tôi tựu chức làm quan. Ôi tình đời muôn mặt nước xuôi xoay dòng chảy ngược. Vì dòng họ ngươi đã sa sút đói nghèo, cha mày bị nhốt giữa nhà lao. Đi về cha, con nhức đầu quá. Cha cũng nghe chỏi cái lỗ tai quá. Con nữ tỳ này nè, nó cướp của nhà lão, nó bỏ việc mấy hôm nay rồi. Thưa ông, có hạng người lợi dụng tình cảnh túng ngặt của người khác rồi bắt con gái người ta làm nô tỳ mãn kiếp, như vậy họ có phải là kẻ cướp không ông? Xin lỗi cậu, cậu là người xa cơ thất thế, đừng nói móc nói môi để trả đũa. Cô em đi, cô là một con người phụ ức bội tình. Cậu nên nhớ, tôi là gái đã có chồng. Nè Ai Châu, con đừng có nóng nảy nói có chồng chi. Để cho cha xử trí, cha có cách làm cho nó vừa lòng. Vô Hà con. Dạ. Từ bấy lâu nay ông thấy con là gái ngoan hiền, con lại sống kiếp làm than cơ cực, cho nên ông muốn kết xe duyên nợ cho con. Hả? Ông nói thật? Sao bỗng nhiên ông đối với con tốt quá vậy? Chẳng những ông tốt với con mà ông còn xé với nợ cho con nữa. Chẳng những vậy mà còn bằng lòng cho mày làm vợ của Kim công tử nữa. Vô Hà là một con cờ, tôi là một con cờ, nhạc phụ hụt của tôi và con gái của ông cùng sắp đặt một ván cờ thế rất khéo léo. Nhưng thưa ông, tôi đã biết chọn nước đi rồi. Lão đã sắp xếp cho chúng bay rồi. Lão không muốn người nhắc đến hai tiếng nhạc phụ trong nghịch cảnh này. Thôi về con. Này ông nên nhớ, tôi đã gả bán nô tỳ tôi cho ông rồi. Giữa tôi và ông không còn món nợ nào phải trang trải nữa. Chào ông. Vô Hà, em hãy bước lại gần anh, đưa giấy nợ cho anh, đưa đây. Kim Ngọc chàng. Vô Hà, em. Anh Kim Ngọc ơi, anh Kim Ngọc à, em nói cho anh nghe chuyện này nè. Em đang hái trái hạnh trong mà vườn, thì một làn gió thoáng mùi làm cho em ngất ngây
làm quan thì người ta ám hại. Em thấy người hiền thì gương mặt hồng tươi, còn người dữ gương mặt đen xì. Người ta bắt cha già xa vào dòng lao lý. Người hồng người đen gặp nhau hai bên họ đấu phép. Đó là điềm lành. Thế nào cha cũng được giảm quan. Cha từ cửa tù mới về, nơi giường hạnh áo tù móc trắng sắc phong trần. Cha không ngờ gặp lại ân nhân, một dịp mai lão phu đền đáp nghĩa. Thưa lão bá, tiện sinh có làm gì mà lão bá gọi là ân nhân? Công tử ơi, hơn 4 năm nằm lạnh lẽo giữa chốn lao lùng, mới biết ai là kẻ bạc tình, ai là người thâm giao, ai đội lốt nhà tù và chất chứa trong lòng gươm đau. Lão phu đã nghe con gái vô hà nói đến đức tính con nhà, đức hạnh gì ta can của người cai giàu tình thương. Nếu còn lão gặp phải phường vô lương thì hương sắc thời xuân đã phai tàn, không có mấy mươi quan tiền của công tử giúp con tôi thì lão phu còn dám thân trong ngục hay là bị xử tù về chúng thân. Ơn biển trời bao la vô tận, lão phu nguyện ngàn đời ghi tâm. Thưa lão bá, chính cô vô hà mới là ân nhân của tiện sinh. Nếu cô không chăm sóc thuốc thang và an ủi trong mấy tháng nay, chắc hẳn tiện sinh đã chết mất rồi. Vô hà, con thật xứng đáng là con của cha. Cha, nhưng sao cha má hốp, mắt thâm quầng, tóc bạc? Chắc là cha bị người ta đánh cho nhiều lắm hả cha? Đau đớn của thể xác đã tiêu tan, riêng con đã đổi kiếp nô tỳ lấy tiền lo cho cha ra tù, đã chịu đựng nhiều tủi nhục hơn cha. Nhưng con đã có công tử giúp. Chính vì thế cha mới gọi công tử là ân nhân. Hiện nay công tử chưa dứt hẳn bệnh, con hãy tận tình chăm sóc. Riêng công tử hãy cho phép tôi đem nghề thầy thuốc lâu nay trị tận gốc căn bệnh tê giải cho lành, gọi là đền ân sâu nghĩa cả. Tương lai còn dài giữa tuổi xuân thành, giữa chốn ba quân lập vạn kỳ công, trên dân nghi đàn chỉ còn phúc quang. Danh sư sẵn lòng tiện sinh gấp đội ân, ngày nào lành bệnh hết cơn đau sầu, tiện sinh hôm sớm cao dồi sự kinh. Vô hà con. Dạ. Con hãy đi bổ gấp thang thuốc này cho cha. Dạ. Thưa cha, cha ở nhà cho nhóm lửa giùm con nha, con đi bổ thuốc đem về liền. À, công tử, công tử hay nằm nghỉ,
để lão phu vào hậu liêu thăm sư cụ để tạ ơn cho ta túc sau chùa. Em hết sức mừng, bố thuốc được hai thang, mua bút nghiêng và mua thêm gói trà. Gói trà này để cho cha, còn bút nghiêng cho anh học trò. Anh lớn rồi sao em bảo học trò? Học trò này mai mốt sẽ đi thi, vừa thi võ thi văn lưỡng toàn. Cầu Phật khẩn trời cho anh thi đỗ, rồi đem tài cứu giúp lương dân. Nhớ ăn hối lộ nhanh, tạo điều nhân đức cho dân chúng nhờ. Tiếng trống canh anh ngỡ trống trường thi, em là tiên nữ hạ trần, núi thư sinh lờ bước long đông, rồi biến mất khi anh thi đồ. Vô Hà ơi, phải chăng em và anh là hai cánh bèo trôi trên dòng nước đổ, nhưng đã biết nương nhau để cùng nhau ghé bến ân tình. Dầu cho bão tố cuồng phong nổi dậy bất bình, dạng tan rồi theo ảo ảnh, nhắc làm gì đến chuyện bèo trôi. Vô Hà ơi, anh không buồn vì mất ái châu, mà buồn vì câu nhân tình thế ai. Họ chỉ biết tham vàng phụ nghĩa, thấy dần trăng sáng dội. Gặp nhau trong bể hận sông sầu, mới biết ai là người nhân. Công tử ơi, anh nghĩ đến tương lai mà chôn sâu trong tâm cảm, bao cuộc đời bình thản như hồ thu công gần sông, thì dòng nước đâu biết được sức cuồng phong. Còn em và công tử nếu chẳng gặp nhau trong nghịch cảnh, thì làm sao thấu hiểu được lòng cao thượng đức bao dung, để rồi tìm cách có bóng bề gió lòng. Nhưng các nào điển ngọc cũng vàng, sao chùa Hạnh Lâm có gian lều cỏ cất trong vườn hành? Trong lều cỏ có một ông quan trạng tương lai. Trộm nghe hai con cao lời an ủi khi chăm sóc lẫn nhau, cha vui mừng mà nhớ chuyện đời xưa. Có người vợ hiền bắt ốc hái rau, vớt bèo nuôi chồng nghèo ăn học. Sau khi chồng đổ cạn, vinh quy bái tổ trên đường về xứ sở, gặp người yêu đang vớt bèo,
quan trạng liền xuống ngựa nổi ba hồi trống. Rồi đến bờ áo diều người vợ hiền lên kêu khi chiếc áo của vị hôn thê còn dính tay bèo. Khi kiệu qua vừa đến cửa thành, quan trạng tân hoa liền truyền rao cho chúng dân tiên hà. Đến xem cô gái dớt bèo nay đã trở thành là vợ của chàng. Mừng hồn mộng đảo điên tại vương gương tay vị bút nghiêng xây dựng nên võ công và văn nghiệp. Vương hạnh mái liều cỏ xanh tuyệt đẹp, khi mầm hy vọng đã vươn lên. Thưa cha, con sẽ mang liều trọng theo đuôi chàng đến mãn mùa thi. Con ơi, cô đơn thân gái giữa kinh kỳ, cha sợ tiên thị phi mai mìa. Vậy con hãy để cha thay thế con làm chú gia đồng. Theo công tử đến đường đi, để chăm mi sóc cuốc tháng. Ngại khi công tử trở bệnh không chừng, con ở như nhà tiếp tay sư cũ sớm đi hôn chăm lo giường anh. Để cha cùng với công tử sông pha néo kinh kỳ, thân cha vẫn gánh đi gồng, vẫn mang liều mang chống cho công tử yên lòng khi văn khi gió. Cha tình với vẻ niềm tin họ Kim như thế nào cũng thi đỗ. Bản nghi hồ sẽ đề danh cho đảng rỡ tông môn. Mang lớp da đồng con sợ tiếng thị phi. Lão ba đây là một danh y, phải đâu là da đồng. Xin lão ba nao nương nơi vườn hành, cho vô hà đỡ cơn yêu hoành. Một mình tiện sinh tử chăm lo giữa quá trường. Cha ơi, không có được đâu, nói cho nghe nè. Một danh y mang liều mang chồng, cha ơi thế nào người ta cũng dèm ta mai mía. Ta nói học trò gì cho rớt luôn. Dạ đúng đó thưa lão ba. Em vô hà tuy còn nhỏ mà nói phải nói hay. Dạ cháu xin lão ba đừng đi, còn em cùng ở nhà. Ủa em cũng ở nhà nữa hả? Học trò nghèo thiếu ăn thiếu mặc, một mình lo mới biết ăn biết học. Cha, xin cha để con đến trường thi trong lớp.
Thạch tiên sinh, Kim Ngọc con, Vô Hà cháu á. Phụ thân, sao toàn thân nhỏ máu? Bọn Tiêu Hoa Long đã hành hạ phụ thân à? Ngạn huynh, ai đánh đập Ngạn huynh như thế này chứ? Lão bá, để con lau lại vết thương. Sao huyệt Tiêu Hoa Long bị bao vây? Nhân lúc binh triều ngoại kích, tôi cùng một số người đồng cảnh phá ngục nên mới thoát được về đây. Ngạn huynh về đây thật là đúng lúc. Lão phu cùng Kim Ngọc sẽ đến Trường An. Không, tiên sinh nên để tôi làm gia đồng theo chăm sóc Kim Ngọc cho trọn tình phụ tử. Thưa lão bá, lão bá mang đầy thương tích như thế này nên ở lại đây cho tiện nữ chăm sóc. Chi ly thay lời cạn phân của ai nữ. Cha cẩn thận, ở lại tránh hành động trả thù của bọn cướp. Từ đây em Vô Hà thay con mà chăm sóc cho cha. Thưa Ngạn huynh, cháu Kim Ngọc nói rất phải. Riêng lão phu sẽ khoác áo gia đồng nương lần theo đến cửa Trường Thi, còn tôi ở lại đợi chờ ngày bái tổ vinh quy. Kim Ngọc chàng bóng chàng khuất đeo Trường Thi, tim em rung động nhịp theo trong giường. Chùa bị đốt còn trơ gạch vụn, chỉ còn sót lại đại hồng chung. Chùa quan còn tiếng chuông chiều mộ, thiên hạ động lòng nghe tiếng chuông. Con hiểu ý cha, người chết còn nhân nghĩa, chùa cháy còn tiếng chuông. Cành cổ thủ như bàn tay dễ gọi, gọi dân làng treo lại đại hồng chung. Vô Hà, con có thấy không? Dòm chuông như một mái nhà vừa xa mặt bao la. Cha làm người gác chuông, đây một mái nhà cô đơn trên nền cỏ thang giữa cuộc đời. Còn đây nửa mái chùa, con xem như nửa túp lều trắng. Đường hành tốt nơi xinh xắn bước mà. Còn mấy gốc bụi tre già, còn hai nhóm lửa lên. Qua hành thế trà thôn, mùi đàm bạc của núi rừng. Dù trời trong trào gió lạnh lùng, vẫn ấm lòng như thôn. Cội tre nước suối tràn thơm chưa pha đà đã thoáng hương lành, chân trí cho tấm lòng thành. Lửa hoa nước reo trong mắt mà, cha vui thấy con tần tạo. Lo cho ta còn lo cho kẻ ở kinh thi, ngày mai này Kim Ngọc vinh quy, đền bù nhân phúc phân ly. Thưa cha, cha giờ trong an nghỉ, con gánh qua đi họp chợ miền xa. Dầu hạnh đổi thuốc men gạo muối, trở trời rồi con mua áo ấm cho cha. Con đi nghe cha. Thương con trẻ sớm mồ côi mẹ, nhờ đức cha trồng cây hạnh nghĩa nhân. Vì cha trồng kia xóm tảo tần, hỡi lửa hỡi sao hãy sáng soi lòng dấu thảo. Lão, đừng mượn màn hiếu đạo, đừng mượn sắc điêu tàn, che đậy một kho tàng mà bọn tham quan chôn sâu trong độ nát. Sao ngươi không giết ta từ trước? Lão già đừng tưởng rằng ta tha chết cho lão có nghĩa là ta không giết lão nữa đâu. Thì nhà ngươi cứ giết ta đi. Giết à, giết để làm gì? Để thỏa mãn lòng hiểu sát của bọn Cường Sơn đạo tặc. Có phải Cường Sơn đạo tặc mới có lòng hiểu sắc hay không?
sao ngươi lại không nhìn những thanh lâu tỏa khắp trời với những mụ tú bà béo phệ, công việc sát nhân đem lại nguồn lợi to, thế mà bọn Dương Tôn cùng tham quan ô lại, thường tự xưng là dòng trăm anh thế Việt, vẫn hay lùi tới đồng lõa với bọn sát sinh. Ta giết từng người của bọn kia giết từng loạt, sao ngươi không nguyện rủa bọn sâu mọt? Có tôi giết người, có người bằng lòng cho họ chết, cũng có nàng sung sướng khi quỷ diệt đời qua. Họ sống trong quan lạc lâu ngày, quan lạc lâu ngày trước trời cũng thành thói quen. Họ vui sai khi bị phân son ăn nát cuộc đời, còn ngươi có người nào ngửa cổ cho người giết chưa? Ngươi có cần ta mở trói cho tay chân được thảnh thơi mà suy nghĩ chín chắn trước khi nói hay không? Ta không gian xin ngươi. Nhưng ta muốn ở trên chốn quan trường ta đã làm cho ngươi trả lại áo công hầu, thì trong cuộc đời nhàn nhã ta cũng làm cho ngươi mất tự do. Có nghĩa là ta muốn ngươi sống thì được sống, mà muốn ngươi chết thì phải chết. Ta muốn cho thiên hạ thấy rằng thiên hạ đã coi ta thấp hèn như trùng dế, hung dữ như sói lang, nhưng ta chưa phải là người duy nhất đáng khinh bỉ. Ta để cho ngươi sống tức là ta tìm một nguồn an ủi nhỏ nhoi trong cái thiệt thòi to lớn mà thiên hạ đã dành cho ta. Thưa đại vương. Có vàng rồi đó. Nè, trói lão già này lại cho ta. Dừng. Xin lỗi nha, không phải ta đổi ý mà trói ngươi, nhưng vì sợ thấy vàng nhà ngươi dễ thay lòng mà số vàng sẽ bị thất thoát đi. Ở trên đời này, vàng đã từng làm chó mắt những kẻ lương thiện nhất, huống gì ngươi là một tham quan. Dạ thưa đại vương, dưới sự đốc thúc của Liễu nương, chúng tôi đã tận tình đào xới hết mà chẳng thấy gì. Dạ không có vàng. Vậy chứ ngươi mang cái gì về đây? Dạ. Được được coi. Phật cục tay. Phật cục chân. Ngươi cũng Phật nữa, Phật cục đầu. Trời ơi, còn cái gì ở trong đây? Dạ, dạ cũng Phật luôn. Dạ có lẽ kiện chùa này xây trên sự hoang tàn của kiện chùa khác đã lâu đời đó đại dương. Rồi mai kia mốt nọ, có lẽ một kiện chùa khác sẽ mọc lên trên sự đổ nát này. Nhà ngươi biết thốt ra những câu như vậy, tại sao nỡ giết vị hòa thượng trụ trì, nỡ đập nát tan tành gạch ngói? Vì lão hòa thượng kia bảo rằng không có vàng ở trong chùa, lão nhất định giấu không chỉ cho ta. Nếu lão chỉ thì lão đâu có chết. Ta muốn vàng cho ta đâu có muốn cái xác gầy gò của lão làm gì. Hòa thượng chết rồi, nhưng chính ngươi có tìm thấy vàng bạc đâu? Bây giờ thì ta mới biết rằng lão hòa thượng ấy nói thật. Nhưng vì ở trên đời này có nhiều kẻ mượn lớp áo nâu xong để bày trò dối thế, làm cho những bậc chân tu cũng phải bị thiên hạ nghi ngờ. Đã giết hòa thượng rồi, ngươi còn phá chùa để làm gì nữa? Không phá chùa thì hôm nay ta lấy gì để biết hòa thượng nói thật? Nhà ngươi là người lão thông kinh sử, chắc thừa biết rằng vàng cũng là một sự thật. Một sự thật làm cho kẻ đói được nói lòng, phương ti tiện được sùng bái. Tiếc thay, ta tiếc thay sự thật thường hay bị chôn vùi, nên ta phải đào, ta phải đào xới lên để tìm sự thật. Lâu la. Dạ. Liễu nương đâu? Dạ, Liễu nương sai tôi về hỏi lại đại dương có nên phá cái tháp đựng nắm tro tàn của hòa thượng đó không. Liễu nương cho rằng có vàng trong đó. Vàng à? Dạ. Được, phá đi. Vâng. Đại dương. Tại sao bỗng nhiên lão lại trịnh trọng gọi ta là đại dương?
vì tôi muốn khuyên ngài một việc quan trọng. À, thì ra khi muốn người ta nghe lời khuyên bảo của mình thì mình nên tâng bốc người ta một chút, có phải chăng Phường Xảo Quyệt? Đại vương ơi, tôi khuyên người đừng nên phá tháp, vì đó là nơi gợi năm xương tàn của hòa thương. Người mà ngài đã nhìn nhận là một bậc chân tu đang kính ở trên đời. Giờ đây người cũng nở nụ cười, thì đại vương đừng làm cho nụ cười kia tắt nghẹn, và đó sẽ là kinh động nơi an nghỉ của bậc chân tu. Giờ đây là cõi thiên thu, người mới được minh quang là người chân thờ. Xin ngài hãy để xác thân người yên nơi cõi Phật, đào xới thêm chi cho chồng chất đau sầu. Ta phải đào xới, ta phải phá tháp, coi trong tháp có chất chứa bao nhiêu của quý. Đã chết rồi mà còn thương tiếc nắm xương tàn của lão làm chi nữa chứ. Đại vương ơi, kẻ ác suốt đời chọc trời thấy nước, mà khi nhắm mắt lìa đời người ta còn có lòng bác ai thứ ta. Huống hồ chí hòa thượng là một bậc chân tu, xin đại vương hãy mở lòng hà hai. Ngói chùa đã đổ nát, cột quá tro tan, gạch nền dở dùng, những tượng đồng đã bị che đôi. Nay chỉ còn sót lại một cổ tháp trơ dơ, để chôn liệm năm xương tàn của hòa thương. Kể tình giờ đây còn ai giọng thường, và những buổi cơm chiều bạc tiếng đồng tu. Người tu hành là muốn cho linh hồn mình về tận Tây Phương, chứ đâu phải muốn cho thiên hạ chôn thể xác của mình riêng rẽ với thế nhân. Hãy phá tháp để tìm vàng cho ta. Không, không, đừng phá tháp. Đừng yên. Chùa mà ta còn phá được thì cái tháp mọn này có sai gì? Hãy để cho ta phá. Ta phá rồi nhà ngươi sẽ đi quyên tiền để xây dựng cái tháp khác. Khi xây cái tháp khác rồi, ngươi sẽ tha hồ mà móc hầu bao của bá tánh. Nếu ngươi cản trở ta thì ta sẽ giết. Mà ta giết ngươi chết rồi thì đâu có còn dịp nào để bày tỏ sự sùng đạo của mình. Bá phụ, trời ơi, tại sao ngài lại chối bá phụ tôi? Giỏi quá, nàng đã về làm dâu nhà họ Kim rồi à. Nhưng mà chắc vì Kim Ngọc làm quan, hay có thể hắn sẽ chết dọc đường trước khi đến kinh kỳ. Tối gì nàng đã đi phụng dưỡng cha chồng để chờ đợi chứ. Thưa đại vương, xin đại vương mở trói cho bá phụ tôi, tôi sẽ trả lời điều đó. Quý hoa thai, quý quá thai. Được, ta vì lòng hiếu thảo của cô dâu mà mở trói cho lão già, và ân cần mời lão vào trong lều kia để an nghỉ. Đi đi. Ngài muốn làm gì con vô hà? Đừng mong giở trò khảo ố ở đây. Nếu ta giở trò khảo ố thì thuận hay nghịch là do ý của vô hà, chứ đâu có phải là do nó ngươi mà ngươi có quyền hay không mà được. Bây giờ thanh thiên bạch nhật ta muốn làm gì chắc hẳn mọi người đều biết. Còn suốt một năm nay chỉ có một người cha chồng ở với một nàng dâu. Tuy rằng liều đanh xa cách nhưng mà thôn xóm quạnh hiu,
Có ai chắc rằng trong những đêm mưa buồn vắng vẻ nơi đây chẳng xảy ra chuyện nghịch thường? Đại vương, xin đại vương đừng nói như vậy, sẽ làm cho tôi mang tiếng xấu với người ta. Cha nào cũng là cha, đâu có điều nguyệt quang. Trong mái tranh này tôi vẫn sắc son cùng kim ngọc. Khuya sớm đợi ai về, hương lửa sẽ vẹn thầy. Ngài hãy xem kìa, một đống thằng tình đêm đẹp lửa được đốt lên, trôi sang cả khu vườn, làm cho tỏ sáng lung thường. Xin ngài đừng hoặc với những người có lương tâm. Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Nếu lão cho mình là có lương tâm thì phải nhận rằng người khác cũng có lương tâm chứ. Thôi lão đi nghỉ đi. Bá phụ, xin bá phụ yên lòng đi nghỉ. Con xin hầu vài câu hỏi của đại vương, rồi sẽ thổi lửa nấu cơm cho bá phụ. Có gì bảo đảm cho lòng tốt của ngài trước một sắc đẹp? Có chứ. Có tấm lòng của cường sơn đạo tặc là ta đây. Một kẻ thường lăn lóc ở đầu gành cuối bãi, ở quán chợ biên đình. Còn ngài, ngài là một viên chức nhỏ mà hướng về kinh đô xa như một đạo quan trong ngóng đất liền. Ngài có biết nguyên soái Tiêu Hồng không? Thế ra ngài cũng biết nguyên soái Tiêu Hồng nữa à? Đó là phụ thân của ta. Vì thẳng lời can gián cho vua đừng hãm mê tử sắc, mà cả nhà ta phải ra pháp trường để đền tội. Chỉ có ta, chỉ có ta không tuân lệnh của tên hôn quân vô đạo, trên nửa đêm khuya mới phóng ngựa ra đi. Cả nhà ta cũng lạnh ăn trú. Ngài xử tội ta lén về nơi hành quyết. Ta chưa dám nói với cha ta lời vĩnh biệt, thì đầu cha ta rơi trên thảm cỏ tươi hồng. Mẹ của ta cũng chết thảm thương, nằm cạnh bên chồng. Anh chị em ta và những người trong thân tộc đều bị hành hình thật quá đổi thảm thương. Vì một lời gian can mà phải lạnh lấy tay ương, để lại trên đời một mình ta cô lẻ. Nhìn hạnh phúc của những người còn cha còn mẹ, rồi nhìn lại thân ta sao cô lạnh lẽ lối buồn. Nguyên soái Tiêu Hồng chết oan ai cũng biết, nhưng lĩnh vua đành phải bó tay thôi. Lúc nãy ta muốn vô hà phải ở lại để ta hỏi chuyện, thì các người lại sợ ta không dằn lòng trước hương sắc của giai nhân à? Các người đã lầm rồi. Sắc đẹp của vô hà không có nghĩa gì đối với ta. Vì đời của ta đã dặm lên biết bao nhiêu cành hoa hương sắc. Ta chỉ cần vàng, các người có biết không? Ta chỉ cần vàng, vì vàng đối với ta là tất cả. Có vàng nhiều thì mỹ nữ sẽ đến với ta, chẳng khác nào lỗ thiêu thân tìm ánh sáng để lao vào. Đó, các người có biết tấm lòng của giang hải đại dương và tâm hồn của một tên cường sơn đảo tặc
ngài hãy đi nghỉ đi, mà không cần phải hoài nghi thắc mắc, ta hứa sẽ không bao giờ xúc phạm đến dòng quý của ngài đâu. Bác phụ hãy đi nghỉ đi. Đi đi. Dạ thưa đại vương, theo lời ngài nói thì trước kia ngài cũng là một vị công tử và... Ta khuyên lão tri phủ đi là để ta hỏi chuyện nàng, chứ đâu phải để nàng hỏi ta. Đại vương muốn hỏi tôi điều chi? Khi ta giết hòa thượng này chết, đám ma chay có to lớn không? Dạ lớn. Lễ quả thiêu hài cốt nàng có dự hay không? Dạ có. Khi đem nắm tro tàn của hòa thượng vào trong tháp có mặt nàng hay không? Dạ không. Lớn. Đám ma nàng thấy lễ đốt nàng coi, mà khi cất tro vào tháp nàng nói là nàng không biết. Ta thừa hiểu tính của đàn bà con gái nhiều lắm rồi, con còn biết con kiến có mấy sợi lông nheo thưởng gì câu chuyện như vậy mà nàng không biết. Dạ thưa ngài, dạ tôi nói thiệt đó, tôi không biết mà. Thề đi. Sự thề thốt chỉ là mặt nạ của lòng nghi kỵ. Nếu nàng chưa thề thì ta chưa tin nàng. Ngược lại, khi tôi thề thì tôi sẽ hết tin tôi. Tại sao? Vì kẻ nói thật không thề, đã thề thì không ai dạy gì phải nói thật. Thưa đại vương, có vàng không? Dạ không. Không có vàng à, không có vàng à. Trời ơi, còn cái gì đây? Thưa đại vương, theo lời của một lão tăng, sau khi làm lễ quả thiêu, người ta lấy tro đựng trong cái thốn này. Xin đại vương hãy mở ra xem đây là hài cốt của nhà sư. Đại vương hãy nhẹ nhàng đừng làm cho kinh động một giấc ngủ đời, tức là làm cho ba tánh thập phương họ nể trọng đại vương. Từ lâu có ai đâu nể trọng, bởi vì đời cho ta là kẻ quá xấu xa. Cái thố này có thật là đừng cho hay là ồ cũng thôi, đập ra cũng không lợi, càng gây thêm uất hận. Chỉ tiếc rằng bọn ta đã một cơn thua thiệt mà chưa giết hết tham quan ô lại. Thưa ngài, hòa thượng trụ trì đã gây thù oán gì với ngài mà? Không, hòa thượng nào có thù oán gì với ta. Sao quyệt của chúng ta bị quân triều đình phá hoại, cha chồng nào mà có dịp thoát thân. Ta tức, ta về đây ta giết hòa thượng, ta đập phá chùa, ta đào xới. Nhưng mà rốt cuộc chỉ phí thời giờ. Nhưng mà ngài muốn trả thù cái gì? Trả thù vì ta bị cướp vàng. Ta đi cướp của ba tánh rồi triều đình lại cướp của ta. Ta cướp lại của nhà chùa vì chùa tức là của ba tánh, mà ba tánh là của triều đình. Nàng đi đâu đây, đã không có vàng rồi còn đi đâu đây? Dạ, thiếp lo đốc xuất. Đốc xuất, thôi, không có đốc xuất nữa. Đàn bà chỉ giỏi đốc xuất để cho bọn đàn ông ngu dại chúng ta phải làm việc mỏi mòn và nhiều phen đi vào chỗ chết nữa. Dạ thưa đại vương. Im, ta chưa hỏi tới nàng. Dạ, xin đại vương cho phép tôi vào lo cơm nước cho bá phụ tôi. Cứ tự tiện. Dạ. Rồi bây giờ tới nàng đó, nàng muốn nói gì? Thưa đại vương, thiếp đã tìm khắp nơi mà không thấy vàng đâu cả. Tại sao lâu la chưa tề tụ lại hết? Dạ, chúng còn đang tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Hãy bảo chúng nó kiếm cho nàng một cái đáy của tôi tham. Chính nàng đã làm cho ta tiêu tan sự nghiệp. Ta muốn hạ trại ở Bạch Tùng Hương thì nàng lại bàn đến dồn quân ở Hồng Sơn. Rốt cuộc ta bị quân triều đình phá tan xào huyệt. Chừng biết ra Hồng Sơn là nơi sản xuất nhiều thứ lụa tinh anh, nàng xuôi dồn quân nơi đó để nàng tiện bề lựa chọn xiêm y. Liễu nương, bây giờ nàng có biết tội lỗi của nàng hay chưa hả? Dạ trăm lại đại vương thiếp xin chàng tha thứ tội. Cầm đi, nước mắt của nàng giờ đấy không làm rung động ta đâu. Vì nàng mà gã lợi đồ bị cách chức, vì nàng mà thạch đạo toàn bị hàm quan, vì nàng mà vô hà xích chút nữa không còn trinh tiết, vì nàng, vì
nàng mà bao nhiêu kẻ cùng vào sanh ra tử với ta phải chịu chết quán. Đại Dương, Vì nàng mà ta trở thành kẻ giết hại tăng ni, phá hoại chùa chiền. Tại nàng hết. Đại Dương à. Ngoài miệng nàng gọi ta là Đại Dương, chứ trong lòng chỉ coi ta là một đứa trẻ. Bây giờ ta mới biết thương gã lợi đồ. Vì ta xuất thân là một võ tướng mà còn bị nàng điều khiển nữa, huống chi hắn là một văn quan. Đại Dương ơi, nàng là đồ nghiệt súc. Lâu La, quăng con đàn bà này xuống hố sâu. Đừng giết tôi. Đại Dương. Lâu La, hãy rút về sơn trại. Quan phủ đâu rồi? Quan tri phủ đâu? Thưa ngài, gọi bá phụ tôi. Ô kìa, tiểu thơ. Tiểu thơ, còn tiểu thơ gì nữa? Sau khi gã lợi đồ bị tịch biên gia sản thì nàng đã quăng thân vào chốn lầu xanh rồi. Bây giờ qua đã tan nhụy ra rửa, còn lê tấm thân dơ bẩn đến cửa từ bi để làm gì? Tiểu thơ đến đây có việc gì? Cô đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa. Tôi đến đây trước là báo cho cô một tin mừng. Sau tôi định vào chùa để... Kìa, sao ngôi chùa đã bị ai phá hủy hết rồi? Ba, sao ngài lại phá đi? Để cho nàng hết nơi nương tựa. Lúc xuân sắc đương thời thì rút tỉa cuộc đời. Khi phấn son tàn tạ lại muốn mượn cái trò sám hối để chấm mút của ba tánh bốn phương. Nếu thực lòng nàng muốn sám hối thì tại sao lại không đi cuốc đất trồng khoai? Có ai cần kẻ gõ mõ giọng chuông đi lãnh lương nhà Phật bao giờ? Cảm ơn ngài giải dỗ. Sẵn đây thì tôi cũng báo cho ngài được biết một tin vui. Không mấy chốc nữa đây thì ngài cũng không nơi dung mình. Vì chàng thư sinh Kim Ngọc đã đổ dân gió tràn. Trên đường bay tổ vinh quy, cờ xí tung bay mát trời. Tiểu thơ đã thấy rõ ràng, hay là trong lòng người khác? Chưa có lẽ nào vàng vinh quy bay tổ. Quan trạng đã về đây với muôn ngàn sĩ, vì hạnh phúc của lương dân mà người quyết xả thân. Ai châu con, ta nghe đồn Lâm Huynh đã cởi hạ quy tiên, còn chồng của con đâu mà thân con lại ra nông nổi như thế này? Thưa ba phụ, chồng con đã mất. Gia sản của cha chồng con không còn nữa. Sau đó con lìa bỏ quê hương, dấn thân vào nơi kinh thành gió bụi. Hiện nay đời con như cánh bèo trôi trong nước lũ, thì con biết tìm đâu ấm nồng ngọn lửa mà sống lại phút đoàn viên dưới mái gia đình. Giữa phố phường trang lệ nguy nga, xe ngựa dâm diều, con đã thi chân chi dẫu chưa tàn sắc gì, tự thấy mình làm như bận thân danh. Chính con đã quỷ hoại đời con trong vũng lầy ô trọc, chỉ có mấy năm mà bụi trần làm phai sắc hồng nhan. Mái tóc quyền khi cao gấm đã phai màu, đài khát son phân duy quang đã làm nhạt tóc xanh mừng thôi. Thank you.
thơ. Tiểu thơ đừng buồn nữa, đấy chỉ là số phận mà thôi. Vô Hà, cô có oán ghét tôi không? Tiểu thơ ơi, chuyện ngày xưa đã trôi theo dòng nước. Xin tiểu thơ cho phép em cài lên mái tóc viết trong thề, để cô nhớ thời xuân xanh đừng khóc kiếp đó đài. Nếu cô muốn về quê tìm lại mái nhà xưa cũ thì em sẽ tìm phương giúp đỡ cho cô. Còn nếu cô muốn tìm lang quên trong cửa từ bi thì cô cứ ở lại đây trong đời thanh đàm, dùng câu kinh tiếng kệ và giọt nước cành dương hàng gắn vết thương lòng. Gió vàng như phù chúng trong sương gió, mái tóc rối tung vì sóng phấn sầu thân. Khi lược vũ đã cài lên mái tóc, tóc thề vẫn thơm ngát hương thề. Nước cành dương rửa màu sóng phấn, cô vẫn là người trong gấm thề. Vô Hà ơi, cảm ơn cô đã xót thương cho một kiếp quá tàn xưa. Đừng bận lòng cho một kẻ sắp đi xa. Hà ơi, cô gái ban phân buông hương không thể đem phân hương của cuộc đời xa mà về đây làm mờ ảnh sau khuya và ố quen giường hành. Hãy để cho tôi tự tìm đường giải thoát, đem xác thân cát bụi trả cho bụi đời. Hãy giữ ánh sao khuya cho người đi đêm tìm hương, hãy giữ màu hoa hạnh trăng sắc tinh anh. Chứ tôi ở đây hồi tánh đời kỹ nữa, sẽ làm quen mở giường hành dưới sao khuya. Ai Châu, quân sĩ của triều đình đâu không thấy? Nàng bày trò dọa dẫm để cho ta bài binh bố trận à? Nghe đi, hỏi thọn lâu là tiêu quá lâu. Đại quân Kim Quyên xoay bóng về dây chặt, nữ viết xét mình, hãy cải tà quy chân. Bọn ta cô thế, phải sống trong cái chết. Lâu La, hãy cất di chuông, lật ngựa đại hồng chung để cho ta làm chảo đựng. Bắt lão già bỏ vào chảo, nếu Kim Ngọc tấn công thì ta sẽ luộc da của hắn. Lâu La, hãy nổi lửa lên, nổi lửa lên. Giang Hải đại vương, ngài là con của Cựu Nguyên Soái, cũng biết binh thơ chiến pháp, biết cách đối nhân xử thế, thì lẽ đâu ngài nghe lời xúi dục mà nỡ giết quan bao kẻ ngoan hiền. Du Hà là cô của Thạch Danh Sư, từng cứu người đau khổ vì kế độc mưu sâu. Danh sư mang tiếng quan là người đầu độc, bởi cây thói lăng loạn ác phụ hại kẻ miền lương. Ta cũng là con nhà danh gia, vì thói đời đành ban phân buông, trên bước đường cùng ta.
lời phân dạy của Lâm Ái Châu khiến cho lòng ta xúc động. Trời ơi, suy cho cả nghĩ cho cùng cũng chính tại con ác phụ Liễu Nương. Dòng dây đang siết chặt, ở cường sơn nghịch tặc, bao xếp chấp quy hàng, đừng kỵ tên mau đổ giữa chùa quan. À, ta không đốt xác lão già tri phủ, thế mà con của lão muốn dồn ta vào thế bí à? Lâu la! Hãy trói hai người này vào cột chùa, mau bài bố trận đồ nghênh chiến. Này Tiêu Hoa Long, tại mắt quân tiền sát thám thính của ta đã cho ta biết, nghĩa cử của người vừa ứng xử với cha ta không phải là nghĩa cử của phường đạo tặc. Lời của Ái Châu đã mở mắt nhà ngươi. Lộc binh, hãy mở vòng dây lùi binh nửa dặm. À, kế nghi binh à. Lời của nguyên soái không phải là nước sao đầu dịch. Đại vương nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bọn thắng thế ỷ mạnh toan đưa ta vào cạm bẫy, phải chăng đây là kế của Hồ Tôn Hiến dụ hàng từ hải đi chăng? Nếu không tin, tôi sẽ tự trói mình đứng trên chỗ cao nhất để làm bia. Đại vương cứ giết tôi trước, hoặc núp sau thân tôi sẽ tìm điểm tựa. Nàng khinh ta là kẻ hèn nhất à? Hỡi tướng sĩ, xếp lại gươm đao, quay lưng vào chùa. À, thế này là thế nào? Kim nguyên soái là đại quân tử mà. Này công tử Tiêu Hoa Long, giọt máu của Tiêu Hồng cựu nguyên soái, người ghi ngờ lời chân thật như gươm đao, ta sẽ vào diện kiến với tay không? Lời quân tử làm cho ta ngượng ngập. Truyền lỗ lá mở trói với tinh thần thượng võ để ta mở cuộc giao hòa. Nếu thật giao hòa thì người mở trói không phải lâu la, mà phải là người ra lệnh trói. Theo lời của nguyên soái. Không, ta không hề xưng nguyên soái. Xin kính chào Tiêu công tử. Lời nói khiêm nhường kia làm cho Tiêu Hoa Long này tự hôi. Vậy tôi xin mở trói và tạ tội với thạch ân sư cùng với bao người. Hãy tha tội cho cúc si cùng, ôi còn đâu cửa từ bi, nơi tôi quyết ra đi tìm một cõi xa xăm, mong sám hối tội tình tội pha chùa và giết sư. Hành trang của tôi giờ đây chỉ còn có cánh tay Phật gái này, như tay của mẹ hiền an ủi vuốt đầu con thơ. Tôi không muốn được thượng ban do tay kẻ đã giết hại cha mẹ mình, cắt đứt bao mối thâm tình, biến tôi thành một cường sơn. Tiêu Hoa Long, ta lấy chữ nhân nghĩa và chữ tình, từ buổi phát loạn ta thừa biết người là con nhà có thừa khi tiết, nên không có chuyện cực hình. Đất nước này còn nghiêng ngửa điều linh, vì nắm vuốt bọn xấu dân một nước tham tàn. Trên đời này vẫn còn hai kẻ cướp. Cướp dân là kẻ cướp ngài, cướp đêm là tôi. Một nước xấu dân là kẻ cướp ngài. Tôi dũng tin vì muốn diệt bọn tham quan, Tiêu Hoa Long đã thành kẻ cướp thật sự.
làm sao việc có sâu dân một nước bây giờ, khi nền quốc chính chưa thay đổi hoàn toàn, gặp đại nhân tôi phải đành chịu ngừng tay, và chỉ xin một cánh tay Phật gái, rồi cùng ta trở lại triều đình. Dù không bạc vàng châu bao thưởng vàng, ta sẽ chọn cho người Việt công thích ứng binh hùng. Là kẻ anh hùng thì đã biết mình lầm lạc, hãy tìm đường tự cứu chữa cho mình. Tôi sẽ đi sâu khắp nẻo đời để sám hối với cánh tay mẹ hiền đức Phật từ bi. Xin đã tả lời khuyên của Nguyên Soái, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi xin bái biệt tất cả. Ôi cánh tay Phật và người đã đi rồi, xin bái tạ phụ thân, nhạc phụ và những thâm tình sâu rộng. Tiện nữ kính mừng Nguyên Soái phu quân. À không 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 không, ta là Nguyên Soái trước ba quân, còn với Vô Hà vẫn là Kim Ngọc. Người bại liệt và giai nhân nô bộc đã đứng lên từ cội rễ đau thương, nhưng tình người vẫn thôn nát. Có sao khuya soi tấm lòng trinh tiết, gái tục nữ trai hiền ngoan, ngôi đệ nhất phu nhân giữa trào đàn, phẩm mây thật xứng dành cho giai nhân trường hạnh lòng ta. Còn kiểu đôi mời cha và nhạc phụ, cha ở lại chùa núi nghiệp tổ tiên, áo quà nô thay áo gấm khăn đều, từ chùa đến nẻo kinh thi, ta lòng trung liệt giữa tuổi xuân, xứng với mối tình kim thập kỳ duyên. Huynh hiền thế